Nào ta tiếp tục sang cái phần số 2, nào ta sang cái bài này. Đây là 3.1. 1 thì 3.12. Đây là đến 3.21. Sử dụng thư viện Volley nhỉ. Như vậy là ở đây ta sẽ sử dụng thư viện rồi. Thì bây giờ ta sử dụng thư viện Volley, ta sẽ xem trước mắt là bạn đây là cái bài cũ đúng không, tạo một tích mới new packet lab 2. Tương tự cứ tạo một cái activity trước, empty activity 32 thì rồi trước mắt là ta cứ tạo giao diện như là có hai bất tận như vậy. Make JSON object request, make JSON array request. Rồi anh có. Ba hai này. Hai cái bất tận. Chúng ta dùng btn object lab 32 b lab 32 btn object như là object. Chỗ này là cho một cái tích view. Lab 32 TV kết quả. Rồi ok. Bây giờ đọc xem cái này nó sẽ có một cái tương tự như thế, trong ta có lên cái lấy một cái nó phải lên rất thấp này. Cái phần IP thì ta có sẵn rồi đúng không? Đây IP của cái lab cái ba này chính là cái này, các bạn có thể xem thấy cái IP như thế này. Nghĩa là bây giờ ta sẽ dùng cái là Array và Object đúng không? Array và Object ở trong cái phần này cũng có luôn. Có được Array đây. Đúng không? Đấy, Array này. Và có cái dạng như thế này ở đây. Đây là một thành phần của Array, đây là hai thành phần. Object này. Object có bốn cái hình ảnh rồi đúng không? Như vậy ta có name, email, phone, home, mobile.
Ok, trước mắt là chúng ta sẽ tham chiếu đến cái thư viện của Golang. Thì ta sẽ vào phần này. Đây là tìm cái version. Ok. Tầng 2 ta cần có cái thư viện này. Người săn bọc tắt. Người săn 2.8. Không. Đây. Implementation. Sau khi có thư viện rồi, chúng ta cốt nào, người ta tạo một cái mới ra này, ta sẽ tạo một cái này như thì
gì ở trong này có application hoạt động cái đó nha. Đây. Rồi ok. Khai báo tiếp này. Thì ra đi. Đi. Quét. Đi. Đúng không? Đi các đi. Rồi ra đi. Tiếp theo là khai báo một phương thức đồng bộ này. Public static string/string kiểu control get instance đúng không? Là reader m instance. Rồi, theo đó biết topic request đi nhập get get request đi có thể tra nếu như mà cái m request đi bằng null thì m request queue sẽ nhận trị bằng thư viện volley walk volley này chấm new request queue walk chuyển đây là get application context và cuối cùng là reader m request queue. Khai báo tiếp các phương thức về generic đúng không? Có public đây rồi add to request to. Tây đúng không? Nó thiếu cái tác này. Set up request chuyển set tác và chuyển cái tác này get request to chuyển
Đây. Tắt nữa. Tắt. Ok, đó là cái kiểu S request tiếp. Tiếp theo là có cancel thì sao nữa. Click. Void. Cancel. Send it. Request nữa. Rồi. Đó, chuyển đây là cái nghĩa là trường hợp là chúng ta trừ à nó chờ là cái pending như nào đó. Rồi. 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 Cắt luôn chúng ta xử lý mời request to cancel cancel all đó đấy đó rồi ok về đến cái phần này đúng không, chúng ta sẽ khai báo cái URL đúng không. Còn phải lấy những cái như thế này nhé. Như sơn đó ta. À nó là object thì phải thế này. Ví dụ như thế, chúng ta sẽ có cái thứ hai là ở đây. Xem lần nữa là có hai cái này thì có cái gì cũng vừa nói rồi, như vậy ta đã có được cái phải bán hai cái đường link. Thế bây giờ ta mới thực hiện là nghĩa là ta phải lấy được cái tác tiếp. Ta để báo lỗi, ta có private private button tên object btn ở đây. Rồi chúng ta có text view. Rồi, bây giờ ta sẽ quay trở về cái phần này. Đầu tiên là ta sẽ có
ta gắn nhé, nhất ta gắn này VPN Object đấy tên nét con đấy, rồi cuối cùng chúng ta mới thực hiện là btn chấm set và chúng ta sẽ dùng cái là vì sơn ống rất là mất sơn vì sơn ở đây chưa có vì ta chế tạo đúng không, lúc tập ta sẽ có như tên là object chấm set thực hiện hai cái hàm này thì nhỉ, thứ nhất là make JSON object sẽ làm cái object trước nó request nó JSON request bằng new request đúng không, thứ nhất là phải có các phương thức như thế này. Đầu tiên nó này. Method chấm lấy method get rồi ok, tiếp theo ta có url sơn rất đúng không, url sơn có rất tên là dễ gì ba là JSON request là đúng thứ tư để target thứ hai là url JSON object ok thứ ba tư là gì response chấm listener new response chấm listener listen object on response JSON object request JSON object request new JSON
có cái request, request cái method trong web url đi xem nó đấy, signal new record chưa đủ thiếu cái con số này, cái con số nữa như vậy nó có một cái new nữa, nghĩa là ngay chưa đủ một cái new nữa. Cái này mình phải đặt chỗ này phải đặt như thế nào, đặt chỗ này phải đặt như thế nào, nó sẽ có này. OK. Để xem là những cái thông tin nào. Học đây giờ đúng không? Thì là. Đấy, đang có là name, email, phone, phone 13. Như vậy đây sẽ có các thông tin là name, đúng không? Xem là email. Thì đến đây là đối tượng khác thì đấy chúng ta sẽ phải thực hiện tiếp là một cái listen object object phone đúng không bằng web form chấm web listen object cái này sẽ bị phone. Ok, tiếp tục lại lấy cái cái này xuyên hô này thì là bằng phone chấm web stream hô và cuối cùng là mua bán. Rồi, ok. Vậy là ta đã rồi, tôi có cái giá này. Đây có này. User platform đầu tiên là bằng này. Để ghi nhận. Sau đó sẽ cộng bằng. User platform cộng bằng. Để lưu. Hai chấm nối với nơi nối với hai cái dấu chấm dòng này. Ok chấm phẳng sau tiếp theo lại cộng bằng email đấy. Và cuối cùng ta sẽ gán là txt và con vẫn xét text chính là cái user record đấy rồi rồi. Thế còn lỗi, lỗi thì thông báo lỗi thôi, đúng không? Và lỗi thì ta có ghi là
đây lúc đúng không? Chấm D. Lỗi. Và ta truyền vào đây. Nào cuối cùng ta sẽ ép vào đây. Cuối cùng khi xong hết rồi, ép vào đây ta sẽ ăn controller đúng không? Chấm get instant và chấm ép to request quy. Ta có user request. Ok. Thì còn vi sơn ray thì sao? Ray thì ta cũng lại dùng cái lấy được ở đây mất vi sơn ở đây tương tự như trên không? Không có gì đặc biệt cả đúng không? Chúng ta sẽ làm như thế này vi sơn ray thì có xem ở đây viết test bằng đi xem ở đây viết test cho phải thì có các tham số đúng không? Tham số thứ nhất là URL xem ở đây viết test. Tham số thứ hai sẽ là new record XML thứ ba. Đấy. Tương tự như trên thôi đúng không? Chúng ta sẽ có một cái như là error đúng không? Đúng không? Cái điểm phần phần này chúng ta cũng có ví dụ như là array chúng ta sẽ có này đầu tiên là cái for này in y bằng không y nhỏ hơn respond.le và y cộng cộng đấy thì giờ ta có listen object đúng không? Listen object object đi sẽ kiểu sang là listen object nhá. Sẽ có respond.get index là cái y đấy. Sau đó ta có ví dụ thôi copy đúng không? Copy như thế đây ta có này string name name email này. Không phải dùng respond nữa mà ta sẽ dùng object đấy. Ok còn cái chỗ này cái phần là phone đúng nhỉ phone thì chúng ta lại làm tương tự đấy, cái object này và cùng chỗ này thế này đúng không? Ok và cuối cùng ta lại copy y xì như phần trên copy chứ thế thôi đúng không? Lỗi cũng thế thôi.
Đội cũng cũng copy thì đội chủ